Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay mình đang trên đường đi công việc thì mình có gặp ba mẹ con. Ba mẹ con nhìn rất là đáng thương. Theo mình được mọi người ở đây nói thì ba của hai bé đã chết và hiện tại thì ba mẹ con đang sống nhờ ở gần chùa Chiến Kiểu. Bây giờ để mình vào hỏi thăm coi ba mẹ con như thế nào nha mọi người. Mình mời mọi người cùng xem clip của mình nhé. Chú chào con nha, con tên gì? Nãy con nói tên gì? Hả? Tên gì? Lớn lên. Ẵn gì? Tên gì con? Nói lớn lên cho chú nghe. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, đúng rồi. Còn con tên gì? Hả? Con tên Phước. Đây là con tên Phước nè. Con ngồi đi chú hỏi nè. Con ngồi đây đi. Đây là anh con hả? Anh con. Đây con tên Nguyệt, còn đây là anh Phước. Ba con đâu? Ba con bệnh chết rồi hả? Thương gì? Ở nhà con chỗ nào? Hả? Nhà con không có tiền về. Giật cho cô. Ở đậu đâu cô? Thắng Kiểu. Chùa Chiến Kiểu à, hai bé này. Dạ, rồi cô có biết hai bé này không cô? Nghe ý nó nói thôi. Bà thi sinh tôi bán cái số. Độ số cũng như không có chồng rồi tôi bán ngày 3 ngày. Đây là bé Phước với bé Nguyệt, đúng không? Giờ bé Phước với Nguyệt. Hai bé ở Sóc Trăng nha mọi người. Hiện tại thì hai bé đang ở chùa Chiến Kiểu. Dạ. Ở chùa Chiến Kiểu mọi người. Đây bộ lại nè. Bé Nguyệt rất dễ thương luôn nè. Cái người rất là dễ thương nè. Con cầm gì vậy? Cầm ấn sổ hả? Đây là anh Phước. Đó. Con năm nay mấy tuổi rồi? Con 5 tuổi. Còn anh Phước mấy tuổi? Anh Phước 6 tuổi ha. Đây là anh Phước 6 tuổi. Con có đi học không ta? Con có đi học không? Con không có đi học luôn. Hai bé là không có đi học luôn nha mọi người. Hiện tại thì hai bé đang ở chùa Chiến Kiểu. Ở trong chùa Bốn Mặt. Cái này chùa Bốn Mặt. Đây là chùa Bốn Mặt. Dạ đúng rồi. Cái Phật gì nổi đó người ta hái đòn lại coi đó. Thì con hôm nay cũng là ở chùa Bốn Mặt này. Dạ. Con hai mẹ cũng mắc hả? Mẹ ngồi đi đẹp. Mẹ kìa. Thôi mẹ ngồi đó. Mẹ kìa. Mắt nó đẹp ha. Dễ thương. Con ở đây với mẹ không con có làm gì không? Đâu làm gì hả? Con đâu có làm gì đâu. Đây. Đây đi. Con có đi bán số hả? Bán. Đây là bé Nguyệt mọi người. Bé Nguyệt rất là dễ thương. Không có vốn đồng bán. Không có vốn. Đâu có cho lấy đâu. Lạ chú. Lấy cái số phải có vốn với người quen. Con ăn gì chưa? Ăn gì? Này, ăn gì rồi? Con ăn gì? Ăn cơm rồi à. Hai bé rất là dễ thương nha mọi người. Mình nhìn rất là tội nghiệp luôn nè. Ngồi xa cho mọi người thấy nè. Đây hai bé, đây bé Nguyệt với bé Phước đây. Hai anh em cách nhau 1 tuổi thôi. Để mình lại mình hỏi thăm mẹ của hai bé như thế nào nha mọi người. Ok, để mọi người cùng xem clip mình nha. Chào chị cho em hỏi chút xíu nha chị. Chị tên gì chị? Em tên là Quỳnh Anh. Dạ. Quỳnh Anh. Dạ. Ở nhà chị hiện tại là chị nãy chị nói là ở đâu chị? Nhà em ở Hồng Hạnh, nhà cha đó, rồi chồng bệnh chết á. Dạ. Em ở ba mẹ con dắt nhau vô chùa Chiến Kiểu, ở chùa Chiến Kiểu. À cũng gần đây hả cô ha? Dạ. Ở đây thì chùa Bốn Mặt. Ở đây chùa Bốn Mặt, còn chùa Chiến Kiểu thì ở Đại Tâm á. Ồ, cũng gần đây. Dạ. Em cũng khổ, em không có
À, ngày mình đi làm gì chị? Em đi làm mướn, hai bé là à, rồi hai bé thì sao? Hai bé. Ai giữ? Đi theo em luôn. Ờ, à, đi theo làm luôn. Dạ. Chơi á. Dạ. Dạ. Đây là chị này, mẹ của bé Phước và bé Nguyệt nè mọi người. Hiện tại thì ủa mình ở trong chùa đó là mình ở sao? Ở ở đậu. Ở nhờ người ta ha. Dạ, ở nhờ xây luôn chùa Chiến Chỉ mà ở trong chợ đó chú, chợ xây luôn chùa Chiến Chỉ là người ta biết là à, ở trong à đó gần đó. Dạ. Dạ cứ lại đó hỏi chị nãy trên tên gì quên rồi. Tên chị. Chú tới đó thì chú hỏi chứ ba mẹ con. Ba mẹ con. Kim Anh á. À, dạ, nói ba mẹ con Kim Anh là mọi con, người biết ha. Sao lưng chùa ở trong chợ chùa Chiến Chỉ là người ta biết. Dạ. Đây là ba mẹ con nhà cửa ở là ta. Dạ. Mọi người thì có ai mà ở gần chùa Chiến Chỉ hoặc chùa Ông Mặc thì có đi ngang thì ghé thăm bé Phước và bé Nguyệt nha mọi người. Nhìn rất là đáng thương luôn. Đây anh Phước đây. Phước rất đẹp trai nè. Ai có gần đây thì lại ghé thăm bé Phước với bé Nguyệt. Đây bé Nguyệt nè, rất là đẹp gái luôn. Đây anh em. Con có thương em không? Con thương em hả? Con cái em, con nó quýnh con không á. Ờ em quýnh anh nè. Con mà chọc nó là con có quýnh, đừng quýnh em nha. Con lớn rồi con đừng quýnh em. Nguyệt sao quýnh anh vậy? Sao quýnh anh? Chú là chú Quân nha, nhớ chú Quân nha, chú tên Quân, kêu chú Quân là dạ dạ để con quay lên thì cho mọi người em quay lên cho mọi người thấy rồi cho mọi người biết cái địa chỉ thì mọi người có ai mà thương tình thì người ta lại người ta thăm. Dạ 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 chú quay kèm tặng dạ. Bà đó khổ hả chú? Dạ dạ. Tôi cũng bị niêm nào rồi ngày nào tôi. Dạ. Cô này là cô bán vé số, cô rất là dễ thương. Tôi cũng khổ. Dạ. Chồng mắc 8-9 năm luôn bán vé số xong rồi cô. Chú ơi khi nào bệnh quá thì cho bệnh viện người ta từ thiện bác sĩ tiền. À cô có bảo hiểm hả cô? Không. Không có hiểm hả? Nhà nước rất lâu rồi, nhà nước làm việc bây giờ cho toàn là dọn người ta không à. Dạ. Cho nhà sao dọn nát á. À. Dạ. Bị tim á, khi nào mệt á thì đi ngồi ở đâu mà dạ. Đỡ. Dạ. Tập bình thịt hoài. Dạ. Không chết này sớm mai là gầu quá. Dạ, giờ bệnh nhiều quá. Có em ngủ á, ơi, nó phải chạy ra nè, nó khổ á. Chạy vòng vòng. Dạ. Đây nè, bé Nguyệt nè. Rất là đẹp gái luôn. Biết chú tên gì không? Chú tên Quân. Chú Quân nha. Nhớ chú Quân nha. Để chú Quân mốt có lại thăm con á, nhớ chú Quân nha. Chị nào mà đợt này nè. Nhớ không? Nãy chú mở rồi mà. Nãy chú có mở rồi mà. Đợt này là vô chùa Chán Kiểu thì gặp. Chứ mấy người nha, mà dạ. Mẹ lắm, mà mình con mẹ lắm, tại nhiên ơi, thầy nhớ, nhớ đâu dạ. Nhớ. Đấy, rất là dễ thương. Vô chùa Chán Kiểu rồi gặp mẹ con bà này này, chùa. Biết sao, tại vì coi Phật rồi khổ mới đùng lại đây đó, nặng sinh. Tại đây hơi khách có nhiều. Giờ bữa nay ta làm việc không có khách, dạ. Ăn số cũng nghe. Dạ, nay đầu tuần. Chú mời giúp hộ hai ghé chú. Thấy không? Thấy anh không? Chú ơi, hai số này đẹp chú. Dạ dạ, lấy con hai tờ. Thôi mình cũng xin dừng clip ở đây nha mọi người. Mình hẹn mọi người clip sau nha. Có ai thích bé Phước và bé Mượt thì nhớ bấm đăng ký mọi người nha. Rồi bye bye mọi người. Bye bye mọi người đi con. Bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye đi. Bye chú gì nào, đưa tay lên bye bye. Bye bye. Rất là dễ thương mọi người. Mắc cỡ. Rồi ok mọi người, bye bye mọi người nha.
chùa.